Chào các bạn nhé, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Thái Lạng Sơn. Thì hôm nay là cái lễ hội Quảng Lạc, một trong những lễ hội đầu tiên ở thành phố Lạng Sơn các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi trải nghiệm lễ hội. Tuy là năm nay tình hình dịch Covid diễn ra cũng rất là phức tạp, đã cấm tổ chức hết các lễ hội rồi, nhưng mà người dân người ta vẫn nhớ những cái ngày lễ hội đó để người ta đến đây để lễ hội, nên là người ta vẫn ra đây chơi rất là đông các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy chưa, ở khu vực này các bạn có nhìn thấy ở đây có một cái bộ quần áo của người Tây, người Nùng rất là đặc trưng, và rất là đông các cô các chú ra đây để hát cái bộ môn đó, là bộ môn hát sờ ly, một trong những cái môn hát nổi tiếng của người Nùng các bạn nhé. Đây này, như bình thường ở khu vực khán đài này thì mọi năm có tổ chức thì họ sẽ tổ chức văn nghệ ở đây, còn ở phía ngoài xa kia có cái bãi đất trống kia ấy thì là mọi lần là sẽ là khu ẩm thực, nhưng mà năm nay họ sẽ cấm không có cho tổ chức ẩm thực nữa rồi. Thì bây giờ mình mời các bạn cùng mình đi khám phá lễ hội Quảng Lạc nhé, xem năm nay có cái gì nhiều. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở trên đường gần xã Quảng Lạc, thì năm nay lễ hội họ dàn ra trên đường này bán rất là nhiều, nên là rất là dễ tắc đường, cả ô tô lẫn xe máy đi lại xe ké nhau, cả người đi bộ nữa các bạn ơi. Bạn nhìn thấy chưa, rất là đông, rất là kín người luôn á. Đây thì là ở bên trên thôi nhá, chưa phải xuống ẩm thực, chưa phải xuống khu vực tổ chức lễ hội chính. Bây giờ mình sẽ sang đường để mình đi xem nào. Tầm chiều chiều này thì mọi người cũng đã bắt đầu di chuyển về khá là nhiều, nên là tắc đường rất là nhiều luôn các bạn ơi. Bên này bán rất là nhiều đồ của người Tây Nùng đấy. Đấy, rất nhiều các bà đến đây mua những cái áo này. Chỉ có đi những cái dịp hội ấy, kiểu thì mình thấy mình mới gặp những cái cô các bà đem cái áo ở đến đây bán thôi. Cái này có đắt không cô? 400.000 cả. Đây à, cái này 400.000, đây là một cái thôi đúng không? Không phải cả bộ đâu phải không? Cái này khắc tự may hả bà? À, khắc tự may đem ra đây bán này. Dưới rất là nhiều lắm. Đây cả ngoài kia rất là nhiều các cô đang mua ở đây, giấy này có 2-3 hàng bán đấy. Năm nay tuy là có dịch nhưng mà mình thấy tình hình mọi người dân đi chơi hội cũng rất là đông. Đây, xe xiếc để dọc hết các mé đường rồi. Đặc biệt rất là nhiều thanh niên đi chơi nhỉ, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, vẫn rất là đông, trò chơi rất là nhiều, ném bóng này. Bên giấy bên này là đồ ăn, đồ nướng kiểu rất là nhiều. Ôi, trò chơi gì đây? Trò chơi ăn tiền, ném phi tiêu lấy tiền. Đây là đồ ăn vặt, tôm này, tôm chiên rất là nhiều. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, quá là đông luôn á. Hội đầu tiên nhưng mà nên là mọi người đi chơi rất là đông. Mình sẽ di chuyển sang đúng phần đường. Ném thú bông à. Bán được một chú 10.000 một phát ném. À, di chuyển tiếp đi. Năm nay mình thấy hình như là không có lợn quay mấy. Lợn quay rất là ít. Đây này, đây bây giờ mình thấy một hàng này. Nhưng mà chắc buổi sáng bán hết rồi, mình đi tầm buổi chiều chiều nên là ít. Đây, cái bé này gần ném à. Ấy giả đấy, kiếm tiền đấy. Cái này thì ôi giời ơi, không ăn thua. Được một cái còi à?
Đồ ăn vặt rất là nhiều chưa? Giờ đây còn có cả kem xuống các bạn nhé. Kem hàng, kem khói Hàn Quốc. Khu vực này rất là đông luôn. Mình sẽ đi xuống dưới này trước các bạn nhá. Đi thẳng dưới này trước, xong mình xuống trung tâm hội sau, xem dưới này bán gì nhiều. Okay. Phải nói thật sự là rất là đông luôn á. Mới đến rồi em. Đây, đây bắt đầu mới gặp lợn quay một tí đây. Xem tí lợn quay nào. Chặt mộ lấy rồi. Hả? Bây giờ lợn quay ở đây bán 1 cân bao nhiêu tiền hả chị? 300. 300 nghìn 1 cân à? Đấy, 300 nghìn 1 cân nhá. Lợn này bắp dưới kìa, lợn này rất là thơm ấy. Này, da rất là giòn. Xuống dưới kia còn một chút nữa, lang thang nữa, xuống dưới xem nào. Đây này, bên này đồ chơi này. Nốt xuống dưới này em nào. Có cả ô tô đi lại nên là rất là dễ tắc đường, rất là khó đi luôn. Đây này, tiếng xe rất là to. Thôi đến tầm này xuống dưới kia thì bán đồ linh tinh tinh. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn xuống đằng phía dưới này. Phía dưới này có cái bãi đất rất là rộng. Ở đây họ sẽ có những cái bộ môn hassi nhiều. Và nếu mà có tổ chức lễ hội thì ủy ban xã ở đằng mé kia thì họ sẽ tổ chức nhá. Bây giờ chúng ta hãy di chuyển đi. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở khu vực trung tâm tổ chức những cái lễ hội ở đây. Thì chúng ta hãy cùng nhau di chuyển một chút ở khu vực này nhá. Xem năm nay có cái gì nhiều. Nhưng năm nay là tình hình là chính quyền họ sẽ không tổ chức cái gì cả. Cái này chỉ là người dân tự phát đi chơi thôi. Đây này, ở cái lễ hội này thì đặc trưng các bạn có thể nhìn thấy là những cái bộ quần áo của người Nùng. Người ta ra đây người ta hát cái bộ môn là hát sờ ly rất là nhiều. Thấy chưa? Nói chung ở đây rất là đông luôn á. Đấy, bình thường là xã Quảng Lạc ở đây sẽ họ sẽ tổ chức những cái chương trình văn nghệ nhưng mà năm nay sẽ không có gì cả. Đấy, năm mới gặp nhau bắt tay. Ở dưới này chủ yếu là hassi đấy các bạn nhá. Mình thấy không có gì năm nay, mỗi năm như mình quay là cái khu vực dưới này là họ sẽ cho phép họ dàn rất là nhiều những cái hàng ăn. Cái hàng ăn sẽ được ở khu vực này nhiều lắm nhưng mà năm nay chắc là không được nên là mọi người sẽ bán ở trên đường cái hết rồi. Chủ yếu dưới này là các bà với các ông hát xử lý thôi.
Thì hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn về cái lễ hội ở xã Quảng Lạc thuộc thành phố Lạng Sơn. Đến đây là kết thúc. Mình đánh giá tình hình năm nay mọi người đi chơi hội ở đây cũng rất là đông, tuy là có dịch Covid nhưng mà mọi người vẫn đi du xuân chơi hội rất là đông. Thôi bây giờ video mình đến đây kết thúc nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye.